Thân sủng tiến hóa chấp 295. Những ngự sử đến đây có cấp bậc gì? Đều là những ngự sử trẻ tuổi trông rất có năng lực. Quả nhiên những lão già trong bộ lạc không đến, phái thanh niên đến thăm dò tình hình à? Vậy, vương, ngài muốn đến gặp họ không? Ừm, người của bộ lạc thì thôi, có chuyện gì ngươi thông báo là được rồi. Người bên liên minh kia, sắp xếp mai gặp nhau vậy. Chuyện lần này ngươi xử lý không tồi. Tìm nơi đi, thăng cấp cho ngự thú của ngươi. Khi trước vương làm lộ nghề, khiến không ít ngự thú đột phá bình cảnh tiến vào thánh giai, khiến tộc nhân tâm phục. Rốt cuộc giờ cũng đến lượt mình rồi. Ta đang có tiến hóa thần thánh, tiến hóa ác mộng, tiến hóa hắc ám, ngươi muốn loại nào? Ta không hiểu lắm. Đại vương, ngài nghĩ loại nào tốt hơn? Không có ngự thú lợi hại nhất, chỉ có ngự thú phù hợp nhất, phương pháp tiến hóa cũng vậy. Dựa theo phong cách của ngươi, ta nghĩ tiến hóa thần thánh phù hợp với ngươi nhất. Chậc, rõ ràng là vì chỉ thu thập được tài liệu của tiến hóa thần thánh. Cảm ơn đại vương, cảm ơn đại vương. Biệt viện của Lê Bộ, thả ngự thú của ngươi ra đi, được. Phẩm chất hoàn mỹ, cấp 83. Hóa ra cây cũng bị hói. Ra chơi với chó của ngươi đi, chậc. Ngự thú này của ngươi là hệ thực vật, có phương thức thăng cấp khác với hệ động vật. Vậy, đừng lo, việc này không làm khó ta được. Lấy bạch sắc huyết ngọc ra đây. Tiếp theo là cái này. Ác xì. Mùi gì thế này, nồng quá. Gâu gâu gâu, thơm quá thơm quá, hu u, thơm quá, thơm quá. Nếu ngươi làm phiền nghi thức của chủ nhân, ngươi sẽ bị hầm thành canh thịt chó. Ngươi biết thế nào là canh thịt chó không? La la la. Quả nhiên không hiểu, nhưng đại vương nhất định có dụng ý riêng. Cái khác không nói, cái mùi này mình chưa ngửi thấy bao giờ. Đừng căng thẳng, một cấp thánh như ngươi còn sợ cái gì? A Ngai, đừng để những con chó kia làm loạn. Ừm, cuối cùng cũng quét xong rồi, không tồi không tồi. Còn bước cuối nữa. Tráng lệ thật đấy, hi hi hi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Nền tảng này hoặc đỗ nết nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.